Giới chức quân sự Mỹ tuyên bố nước này không hỗ trợ tình báo cho Tel Aviv trong các hoạt động quân sự nhằm vào nhóm Hezbollah ở Lebanon những ngày gần đây. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh trong cuộc họp báo được tổ chức ở Washington DC, Mỹ hôm 25 tháng 9 theo giờ địa phương đã bác bỏ việc quân đội nước này hỗ trợ thông tin tình báo, giúp lực lượng phòng vệ Israel IDF không kích hàng loạt mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah trên lãnh thổ Lebanon. Bà Singh nói, không, chúng tôi không hề hỗ trợ họ. Khi xung đột nổ ra ở Lebanon, quân đội Mỹ không dính líu tới các hoạt động quân sự của Israel. Chính phủ Mỹ đang thực hiện các nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt tình hình giữa Israel và Hezbollah. Chúng tôi muốn thấy một giải pháp ngoại giao và chúng tôi muốn thấy điều đó nhanh chóng. Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc không nói rõ về việc liệu Mỹ có hỗ trợ thông tin tình báo về các cuộc tập kích tên lửa của Hezbollah nhằm vào lãnh thổ Israel cho chính quyền Tel Aviv hay không. Trước đó vào ngày 24 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nói rằng bản thân ông không muốn một cuộc chiến toàn diện nổ ra giữa Israel và Lebanon bởi một cuộc chiến như vậy không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Thời báo Israel đưa tin, Ngoại trưởng Pháp Jean noël Barot hôm 25 tháng 9 nói Paris và Mỹ đang có đề xuất chung về một lệnh ngừng bắn kéo dài 21 ngày ở Lebanon. Ông Barot trả lời cánh báo giới bên ngoài cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong những ngày gần đây, chúng tôi đã làm việc với các đối tác Mỹ về một lệnh ngừng bắn tạm thời trong 21 ngày ở Lebanon để cho phép việc đàm phán diễn ra. Chúng tôi tin tưởng cả hai bên là Israel và Hezbollah sẽ chấp nhận ngừng bắn để bảo vệ dân thường và cho phép các cuộc đàm phán bắt đầu. Số liệu thống kê được Bộ Y tế Lebanon công bố hôm 25 tháng 9 cho thấy, bom đạn Israel đã khiến ít nhất 569 người thiệt mạng, trong đó có 50 trẻ em. Tổng thống Pháp Macron hôm 25 tháng 9 kêu gọi Israel không leo thang xung đột sang Lebanon, cũng như yêu cầu cộng đồng quốc tế không thể và không được phép để xảy ra chiến tranh ở Lebanon. Tổng thống Pháp đồng thời đề nghị cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc theo hướng hạn chế việc sử dụng quyền phục quyết. Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh nguy cơ xung đột leo thang và lan rộng tại Trung Đông ngày càng lớn, theo ông Macron, lực lượng Hezbollah đang phải chịu hậu quả lớn khi lôi kéo người dân Lebanon vào cuộc chiến, trong khi Israel cũng không thể không chịu hậu quả nếu mở rộng hoạt động quân sự sang Lebanon. Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Antonio Guterres đã cảnh báo Lebanon đang bên bờ vực của cuộc xung đột trong vòng 48 giờ qua, hơn 550 dân thường Libanon đã thiệt mạng bởi đạn pháo của quân đội Israel và Israel vẫn chưa ngừng các cuộc không kích, buộc hàng trăm nghìn người dân Libanon ở phía nam phải di rời tìm nơi lánh nạn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định các biên giới được quốc tế công nhận sẽ được bảo đảm trên toàn thế giới và Pháp sẽ hành động để tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng khu vực không thể và không được phép để xảy ra chiến tranh ở Lebanon. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Israel ngừng tấn công vào Lebanon và Hezbollah ngừng bắn vào Israel. Theo đề nghị của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp khẩn về tình hình Lebanon vào chiều tối ngày hôm 25 tháng 9. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó cũng có cuộc gặp bên lề với Tổng thống Iran Masao Pezeskian và đề nghị Iran sử dụng ảnh hưởng để hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông cũng như ủng hộ một lệnh ngừng bắn tại Giải Gaza. Theo nhà lãnh đạo Pháp, cuộc chiến ở Gaza đã kéo dài quá lâu và quá nhiều người vô tội đã thiệt mạng. Tổng thống Pháp nhấn mạnh cuộc xung đột tại Gaza phải dừng lại và lệnh ngừng bắn đến càng nhanh càng tốt, đi kèm cùng lúc với việc thả các con tin và cứu trợ nhân đạo. Nhà lãnh đạo nước Pháp hôm qua cũng kêu gọi cải cách hội đồng bảo an theo hướng hạn chế quyền phủ quyết trong trường hợp xảy ra tội thảm sát hàng loạt để giúp cơ quan chủ chốt của Liên Hợp Quốc hoạt động hiệu quả hơn. Trong khi đó, trước thực tế số người thương vong sau các vụ tấn công của Israel vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon tiếp tục gia tăng, ngoại trưởng Australia kêu gọi ngừng bắn để bảo vệ dân thường. Phát biểu trong lúc Mỹ đang tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, hôm qua, ngày 25 tháng 9, ngoại trưởng Australia Penny Wong cho rằng người dân Lebanon không thể bị buộc phải trả giá trong nỗ lực đánh bại Hezbollah, vì vậy bà yêu cầu các bên kiềm chế giảm căng thẳng và tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ngoại trưởng Penny Wong cho biết cộng đồng thế giới đã khẳng định rằng vòng xoáy hủy diệt này cần phải chấm dứt. Ngoại trưởng Australia Penny Wong nhận định những gì diễn ra trong những ngày gần đây cho thấy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza càng trở nên cấp bách hơn. Lebanon không thể trở thành Gaza tiếp theo. Ngoại trưởng Australia Penny Wong cũng cho biết bà đã gặp người đồng cấp Anh David Lamy để thảo luận về quan điểm chung về việc cần có một lệnh ngừng bắn ở Lebanon. Trong lúc tình hình Lebanon tiếp tục diễn biến phức tạp, Ngoại trưởng Penny Wong tiếp tục kêu gọi người dân nước này nhanh chóng rời khỏi Lebanon. Hiện nay, nhiều chuyến bay đã bị hủy và cũng có khả năng là sân bay Beirut sẽ đóng cửa. Vì thế, bà khuyên người dân cần phải nắm bắt mọi cơ hội để có thể rời khỏi nước này càng sớm càng tốt. Tổng tham mưu trưởng Israel, Trung tướng Hezi Halevi cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào Lebanon. CNN dẫn thông cáo báo chí của quân đội Israel cho hay Tổng tham mưu trưởng Halevi đã nói với các binh sĩ khi đến thăm khu vực biên giới phía bắc đất nước vào ngày 25 tháng 9. Các bạn thường nghe thấy tiếng máy bay phản lực trên cao, chúng ta đã tấn công cả ngày rồi. Điều này vừa để chuẩn bị tiên đề cho cuộc đột kích có thể xảy ra vừa nhằm tiếp tục làm suy yếu hệ đây là lần thứ hai trong ngày 25 tháng 9, một vị tướng hàng đầu của Israel tuyên bố về khả năng xảy ra chiến dịch tấn công trên bộ vào nước láng giềng. Trước tổng tham mưu trưởng Hallevi, thiếu tướng Uri Golden chỉ huy bộ tư lệnh miền Bắc Israel cũng yêu cầu binh lính phải chuẩn bị đầy đủ cho hành động. Tuyên bố mới được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo sẽ triệu tập hai lữ đoàn dự bị vì cuộc xung đột với nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah thân Iran ở Lebanon. Trích tuyên bố của IDF, việc triển khai quân dự bị sẽ cho phép chúng ta tiếp tục nỗ lực chiến đấu chống Ebola, bảo vệ các công dân Israel và tạo điều kiện để người dân ở miền Bắc đất nước trở về nhà an toàn. Tuần trước, quân đội Israel tiết lộ đang điều chuyển sư đoàn tinh nhuệ số 98 từ giải Gaza đến khu vực biên giới phía bắc của đất nước. Khi đến thăm lữ đoàn 7 ở miền bắc Israel, Thiếu tướng Goldin nhấn mạnh các hoạt động quân sự ở Lebanon đã đến giai đoạn khác và quân đội cần sẵn sàng cho chiến dịch. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant hôm 24 tháng 9 cũng ám chỉ đến khả năng tiến công trên bộ vào Lebanon. Ông Gallant nói với các binh sĩ, các bạn cần hiểu rằng có thể đến lúc chúng tôi ra lệnh và hệ thống sẽ phải tiến lên, vì vậy phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Gần một năm qua, Israel và Hezbollah gần như mỗi ngày đều giao tranh xuyên biên giới. Mức độ căng thẳng ngày càng gia tăng khiến giới quan sát cảnh báo cuộc đối đầu có nguy cơ bùng nổ thành một cuộc xung đột toàn diện. Các diễn biến mới nhất gần đây khiến viễn cảnh trên càng trở nên gần thực tế hơn. Đầu tiên là loạt vụ nổ máy nhắn tin, bộ đàm trên khắp Liban được cho là do Israel thực hiện, tiếp nối bằng cuộc tập kích hạ sát chỉ huy chủ chốt Hezbollah, Ibrahim Akin và đỉnh điểm là cuộc tập kích của Tel Aviv hôm 23 tháng 9, khiến hơn 550 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương. Giới chức Israel hy vọng bằng cách tăng cường áp lực quân sự, đẩy tình hình leo thang. Họ có thể khiến Hezbollah cảm thấy bị tổn thương quá lớn và lo sợ về thiệt hại cho dân thường Liban để cuối cùng đồng ý đẩy lùi quân khỏi biên giới, cũng như nhượng bộ trước các yêu cầu từ Tel Aviv. Họ tin rằng nếu Hezbollah phải trả giá nhiều hơn, các nhà ngoại giao nước ngoài sẽ dễ dàng thuyết phục nhóm thỏa hiệp, từ đó cho phép dân thường Israel được trở về nhà ở biên giới phía bắc đất nước. Israel dường như đã xâm nhập hoàn toàn vào hệ thống liên lạc của Hezbollah được cho là nắm rõ hơn các cuộc thảo luận diễn ra bên trong nội bộ nhóm này so với những gì họ tuyên bố công khai. Israel có thể đã đánh giá rằng thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cuối cùng sẽ phải lùi bước vì nhóm đã bị lộ thế yếu trước loạt đòn tấn công của Tel Aviv. Mặt khác, Tel Aviv cũng có thể tính toán rằng khi Nasrallah thực sự bị dồn vào chân tường, ông sẽ phải phản ứng bằng cách phát động hàng loạt cuộc tập kích tên lửa liên tục vào các thị trấn Israel. Điều này sẽ tạo ra cái cớ để thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng Hezbollah mới là bên khơi mào, dù nó không thực sự thuyết phục. Về mặt quân sự, những đòn giáng mà Hezbollah phải nhận trong tuần trước rõ ràng là một thảm họa đối với họ. Với bằng chứng về các điểm yếu của Hezbollah bị phơi bày trong những ngày gần đây, Israel có thể tự tin rằng họ hoàn toàn có cơ hội tiếp tục tấn công mạnh mẽ mà đối phương khó lòng phản kháng hiệu quả. Hezbollah sở hữu một kho vũ khí đáng gờm, nhưng nhiều tên lửa của họ đã bị phòng không Israel đánh chặn và họ cũng không có nguồn cung cấp vô tận. Trong bối cảnh đó, liệu ông La có nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để tung toàn bộ sức mạnh hay ông sẽ kiên nhẫn chờ đợi tới một thời điểm khác? Hiện tại, bất chấp nhiều ngày bị Israel tấn công dữ dội, Hezbollah vẫn tuyên bố không khuất phục. Thủ lĩnh La khẳng định Hezbollah sẽ không dừng lại cho đến khi Israel và Hamas, đồng minh thân cận của nhóm tại giải Gaza, được lệnh ngừng bắn. Theo nhà phân tích Nick Pattern One, từ CNN rất khó để la thể hiện một lập trường nhượng bộ như Israel mong muốn sau những gì xảy ra tuần qua. Sáng 22 tháng 9, Hezbollah đã bắn hàng chục tên lửa vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Israel, cách biên giới khoảng 48 km. Ngày 25 tháng 9, tên lửa đạn đạo Hezbollah lần đầu tiên bay đến Tel Aviv, cách biên giới 110 km. Giới phân tích nhận định tương lai cuộc đối đầu sẽ phụ thuộc vào cách Hezbollah hành động. Đến nay, Israel chưa tấn công quy mô lớn vào thủ đô Beirut, mà tiến hành các cuộc tập kích khoanh vùng chính xác vào thành trì Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam Beirut nhắm vào những chỉ huy cấp cao của tổ chức. Nếu chiến lược gây áp lực bằng đòn không kích không hiệu quả, Israel có thể tiến hành chiến dịch trên bộ ở miền nam Liban nhằm đẩy Hezbollah thoái lui. Mặc dù đây sẽ là động thái mở rộng quân sự đáng kể đối với chính quyền Thủ tướng Netanyahu, có vẻ như nó vẫn nhận được động lực ủng hộ chính trị rộng rãi. Chủ tịch Đảng Thống nhất Quốc phòng Benny Gantz người đã từ chức khỏi nội các thời chiến của Israel hồi tháng 6, hôm 23 tháng 9 tuyên bố sẽ ủng hộ một cuộc tấn công trên bộ nếu điều đó là cần thiết. Israel đến giờ vẫn muốn tránh kịch bản này vì lo ngại về rủi ro cho lực lượng trên bộ, nhưng nếu cảm thấy đây là điều không thể tránh khỏi, họ có thể tìm cách gây tiêu hao càng nhiều càng tốt cho Hezbollah bằng cách sử dụng chiến lược oanh tạc liên tục trên không như đã làm ở Gaza trước khi triển khai lực lượng trên bộ. Một lần nữa, điều này phụ thuộc vào việc Hezbollah có tự nguyện rút lui khỏi biên giới hay không và liệu Israel có tự tin hoàn thành nhiệm vụ của mình chỉ bằng không quân hay không. Theo bình luận viên Dana Chun từ tạp chí Foreign Affairs, điều thế giới lo ngại nhất lúc này là nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah. Thực tế cho thấy, cả hai bên đang bị cuốn vào một vòng lặp giao tranh chưa nhìn thấy hồi kết và nếu kịch bản trên xảy ra, hệ lụy sẽ rất thảm khốc. Thủ tướng Netanyahu có lẽ tin rằng ông có thể oanh tạc đến mức khiến hezbollah kiệt quệ và không thể đáp trả một cách hiệu quả nhưng xung đột không bao giờ chỉ dừng lại ở đó one từ cnn cảnh báo theo ông hezbollah chắc chắn sẽ tái thiết vì nền tảng của họ dựa trên một địa điểm cũng như con người cụ thể liban và người hồi giáo dòng ct bài học mà nato có được trước lực lượng taliban tại afghanistan cũng đúng với hezbollah rằng việc giết vô số chỉ huy cấp chung của nhóm trong các cuộc không kích không thể tạo ra kết quả mang tính quyết định israel đang phổ diễn sức mạnh quân sự và trong khi dân thường chịu rủi ro lớn tuy nhiên con đường chính xác cho tương lai của họ vẫn chưa rõ ràng watt nhấn mạnh ông nói lịch sử bạo lực ở khu vực này cho thấy nó có xu hướng lặp lại thường theo những cách bất ngờ và khốc liệt hơn Hezbollah tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía Tel Aviv, Israel vào sáng ngày 25 tháng 9. Đây là lần đầu tiên nhóm này thực hiện một cuộc tấn công như vậy trong cuộc chiến kéo dài gần một năm với Israel. Theo tờ The Guardian, Hezbollah cho biết họ đã phóng tên lửa từ Lebanon nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad của Israel ngay bên ngoài Tel Aviv. Trong một tuyên bố, Hezbollah nêu rõ lực lượng kháng chiến Hồi giáo đã phóng tên lửa đạn đạo qua đơ một vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 nhằm vào trụ sở Mossad ở ngoại ô Tel Aviv. Đây là lần tấn công xa nhất của Hezbollah cho đến nay và động thái trả thù trực tiếp cho các cuộc tấn công vào máy nhắn tin bộ đàm hồi tuần trước. Hezbollah cáo buộc Mossad đã thực hiện các vụ ám sát lãnh đạo của Hezbollah và kích nổ các máy nhắn tin bộ đàm quân đội israel nói rằng đây là lần đầu tiên một tên lửa do hezbollah phóng đã bay đến khu vực tel aviv trước khi bị hệ thống phòng thủ trên không đánh chặn không có báo cáo về thương vong từ vụ tấn công Người phát ngôn quốc tế của lực lượng phòng vệ Israel gọi tắt là IDF, Trung tá Nadab Sosani cho biết Hezbollah tuyên bố cuộc tấn công nhắm vào trụ sở Mossad, nhưng ông cho biết tên lửa đã nhắm vào một khu vực khác của thành phố. Ông nói trụ sở Mossad không nằm ở khu vực đó, nó nằm về phía đông và phía bắc của khu vực đó. Tên lửa của họ đã kích hoạt cảnh báo ở Netanya và Tel Aviv dọc theo bờ biển. Ông Sosani cáo buộc Hezbollah chắc chắn đang cố gắng leo thang tình hình, nhưng nhấn mạnh rằng Israel coi mọi cuộc tấn công nhằm vào công dân của mình là mối đe dọa ngang nhau dù ở Haifa hay Tel Aviv. Ông tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Israel đều là điều chúng tôi không chấp nhận và chúng tôi có kế hoạch hành động để tự vệ và loại bỏ mối đe dọa. Theo ông Sosani, các cuộc tấn công của Israel trong những tuần gần đây đã phá hủy một phần đáng kể kho vũ khí của Hezbollah và chuỗi chỉ huy. Vì vậy, mặc dù nhóm này đang cố gắng gia tăng số lượng và tầm bắn của các cuộc tấn công vào Israel, nhưng khả năng của họ đã bị suy giảm. Israel ước tính rằng Hezbollah có 150.000 tên lửa khi chiến tranh bắt đầu, nhưng ông Sosani từ chối tiết lộ số lượng tên lửa đã bị phá hủy. Tên lửa đạn đạo là các tên lửa dẫn đường tầm xa bay với tốc độ siêu vượt âm và rất khó đánh chặn. Hezbollah dùng loại vũ khí này tấn công gần thành phố lớn thứ hai của Israel, cho thấy bước leo thang đáng kể trong cuộc xung đột. Theo kênh Al Jazeera, động thái của Hezbollah gửi đi một thông điệp của Hezbollah, không giảm leo thang, không ngoại giao, chỉ có Hezbollah và quân đội Israel tấn công lẫn nhau trước mắt hezbollah mới chỉ phóng một tên lửa vì vậy rất có khả năng đây là một thông điệp từ hezbollah rằng họ vẫn có khả năng sử dụng tên lửa đạn đạo quân đội israel tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa đã đánh chặn tên lửa này nỗi lo của phía israel là hệ thống phòng thủ tên lửa có thể bị quá tải họ phải bắn một tên lửa để bắn hạ một tên lửa từ đối phương vì vậy nếu số lượng tên lửa được phóng nhiều hơn khả năng xử lý hệ thống phòng thủ một số tên lửa đó sẽ rơi xuống tel aviv Israel đã áp đặt các lệnh cấm chặt chẽ hơn, bao gồm việc đóng cửa trường học ở các khu vực phía Bắc, bao gồm thành phố Haifa. Ông Sosani cho biết hiện có hơn một triệu người Israel đang bị ảnh hưởng bởi các lệnh này. Mặc dù ước tính ban đầu có thể lên tới 1,3 triệu người, nhưng nhiều người đã di chuyển về phía Nam để ở với bạn bè và gia đình. Ngày 24 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo nguy cơ chiến tranh toàn diện ở Trung Đông và kêu gọi các nhà lãnh đạo tìm giải pháp ngoại giao ở Calibang và Gaza. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 tại New York, Mỹ, ông Biden khẳng định chiến tranh toàn diện không có lợi cho bất kỳ ai. Tổng thống Biden cho rằng dù tình hình leo thang, nhưng các bên vẫn có thể thực hiện được các giải pháp ngoại giao về xung đột tại liban nhà lãnh đạo mỹ nói rằng thực tế con đường duy nhất dẫn đến an ninh lâu dài là cho phép cư dân của cả hai nước trở về nhà an toàn và mỹ cũng như một số nước trung gian đang nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu này về xung đột tại Gaza, ông Biden cho biết, tôi đã đề xuất với Qatar và Ai Cập một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin. Thỏa thuận đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Giờ là lúc các bên hoàn tất các điều khoản. Theo đó, thỏa thuận sẽ giúp trả tự do cho các con tin và đảm bảo an toàn cho Israel và Gaza, giảm bớt nỗi đau khổ cho người dân Gaza và chấm dứt xung đột tại vùng đất này. Tương tự, tổng thống Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva cảnh báo xung đột ở Gaza đang lan rộng một cách nguy hiểm sang Liban, đồng thời kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn. Ông Lula cho rằng các vụ tấn công trả đũa đang ngăn cản thỏa thuận về con tin và trì hoãn thỏa thuận ngừng bắn. Lực lượng Hezbollah hôm 25 tháng 9 tuyên bố phóng một tên lửa đạn đạo QADR-1 nhằm vào trụ sở của cơ quan tình báo Israel Mossad ở vùng ngoại ô Tel Aviv. Hezbollah nói rằng cuộc tấn công nhằm ủng hộ người dân Palestine kiên định của chúng tôi ở Gaza, đồng thời bảo vệ Libanon và người dân Lebanon. Trước đó, quân đội Israel cho biết tên lửa của Hezbollah đã bị chặn gần Tel Aviv và lực lượng không quân Israel đã tấn công bệ phóng mà tên lửa được bắn ra ở khu vực Nafakije tại Lebanon. Quân đội Israel cho biết thêm, sau tiếng còi báo động vang lên ở khu vực Tel Aviv và Netanya, một tên lửa đã được xác định bay qua Lebanon và bị lực lượng phòng không Israel chặn lại. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại sau vụ việc. Theo nhà phân tích Nick Robertson của CNN, việc Israel đánh chặn một tên lửa được bắn từ Lebanon gần thành phố Tel Aviv là một sự kiện rất hiếm và dường như là sự kiện đầu tiên xảy ra trong giai đoạn leo thang căng thẳng gần đây. Robertson cho biết, giai đoạn mới này, giai đoạn leo thang căng thẳng và xung đột mới giữa Israel và Hezbollah, đây là lần đầu tiên chúng tôi biết có một tên lửa bị đánh chặn dường như trên quỹ đạo hướng tới Tel Aviv. Theo nhà phân tích, vụ phóng tên lửa nhằm vào Tel Aviv diễn ra sau hai ngày xảy ra nhiều cuộc không kích giữa quân đội Israel và nhóm chiến binh Hezbollah, nhưng những cuộc tấn công đó chủ yếu xảy ra gần biên giới israel Lebanon. Kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, Hezbollah đã bắn hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái từ Lebanon vào miền Bắc Israel. Hebola vào ngày 24 tháng 9 tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ hải quân trên bờ biển địa trung hải phía bắc Israel, nơi có một đơn vị biệt kích hải quân tinh nhuệ của Israel. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã nghe thấy tiếng còi báo động ở khu vực Anlit, phía nam thành phố Haifa. Quân đội Israel xác nhận không có thương vong nào được báo cáo. Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon leo thang trong những ngày gần đây, sau khi Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau loạt vụ nổ thiết bị liên lạc khiến hơn 30 người chết và hơn 3.000 người bị thương. Lebanon đã trải qua ngày chết chóc nhất trong gần hai thập niên sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah trên khắp Lebanon hôm 23 tháng 9. Israel tuyên bố đã tấn công 1.600 mục tiêu của Hezbollah trong lãnh thổ Lebanon. Bộ trưởng Y tế Lebanon Firas Abiyat cho biết số người chết trong các cuộc không kích của Israel đã lên tới 558 người, bao gồm 50 trẻ em và 94 phụ nữ, với 1.835 người bị thương. Israel bắt đầu chiến dịch không kích diện rộng nhằm vào Lebanon từ đầu tuần này sau khi tuyên bố giai đoạn mới trong cuộc chiến chống lại lực lượng Hezbollah để đưa hàng chục nghìn người dân miền Bắc Israel trở về nhà. Đáp lại, Hezbollah cũng tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Israel. Hezbollah tuyên bố đã bắn nhiều loạt tên lửa vào miền bắc Israel, tấn công căn cứ không quân Ramat David, sân bay Megiddo và căn cứ Amos, tất cả đều nằm trong vùng lân cận thị trấn Afula, miền bắc Israel.